Đây Huế Cada 2024 mọi người nhá. Công trình thi công. Măng, su, khoai, cà rốt, môn. Dạ. Phô trúc, khuôn đấu, nấm. Dạ. Ồ. Nó rụng, lá cây nó rụng xuống mà nó phủ kín màu xanh của chiếc xe bán tải đây luôn. Phô. Cạnh con đường xá hàng hóa. 15.000, 20.000. Dạ. Tùy khách. Tùy khách rồi. Mới có chi rồi nhắc phân cũ lên của em mới nhắc. Em nói là răng quên thiếu tiền. Em đặt chiếc xe đạp của chị đi trên cầu Tràng Tiền cũng rất là đẹp luôn. Cùng 2 số, 2 số. Tính là 4 mặn nhưng mà người ta bỏ riêng ra còn trong cái nồi này á. Không, trong nồi luôn. Đây là tuyến đường Lý Thường Kiệt mọi người nhé. Lý Thường Kiệt sáng nay. Đường Lý Thường Kiệt là cái tuyến đường lớn mà hôm nay bà con cô bác anh chị thấy trời nó mưa phùn khá là nặng hạt luôn này, nặng hạt hơn mấy ngày hôm trước. Cô bác anh chị, cái tuyến đường Đống Đa nó giao nhau với lại đường Lý Thường Kiệt. Mừng Chúa Giáng Sinh. Trường mầm non Thiên Hữu. Golden, Golden là cái khách sạn mới á. Vừa rồi Noel là mở điện lên rất là đẹp. Đó, chúng ta đang chạy qua một cái địa điểm rất là hot trong cái thời điểm này. Đó là ngã 6 Hùng Vương. Ngã 6 Hùng Vương mọi người nhé. Ngã 6 Hùng Vương là ngày hôm nay là đang chuẩn bị rục rịch để làm cái sân khấu đón chào năm mới Cao Đao Huế năm 2024. Một chương trình rất là lớn mọi người. Đấy, bà con cô bác anh chị có dịp là về tham quan xứ Huế rồi lại tham dự cái chương trình này là rất là tuyệt vời luôn. Đi ngang qua cái tuyến đường Đống Đa này chúng ta sẽ bắt gặp hai ngôi trường mầm non ở đây rất là lớn, trong đó có ngôi trường Hoa Mai. Đó, nằm bên cạnh tay phải của mình đó. Ở đây là đường Lê Hồng Phong mọi người này. Lê Hồng Phong sáng nay rất là nhiều bạn trẻ đang mong đợi vào đêm ngày Cao Đao thì mọi người sẽ thấy biển người tập trung từ cái ngay cái vị trí chúng ta đi đây cho đến là kéo dài hết cái gần hết cái tuyến đường nửa đường Hà Nội và nửa đường Hùng Vương. Đó, Cao Đao Huế. Bà con các bác chỉ xem cái hình ảnh của Huế ngày hôm nay với ngày mới. Đây Huế Cao Đao 2024 mọi người nhé. Công trình thi công. Đó, bên kia là đường Lê Quý Đôn, còn đây là đường Hùng Vương. Đó, Cao Đao các bạn thấy trời mưa tầm tã luôn, sân khấu cũng phải lo phải phải xây dựng. Với cơn mưa nặng hạt thế này thì công trình nó sẽ khó khăn hơn. Đây là ngã 6, đây là đường Hùng Vương. Mọi tuyến đường đều đổ về ngã 6 Hùng Vương trong đêm cuối năm. Chúng ta hãy chờ đợi chương trình có gì hấp dẫn. Theo cập nhật chương trình thì mình được biết là có một cái idol top 5 của Việt Nam Idol vừa rồi cũng là một người con xứ Huế, người con ở Hương Toàn, sẽ có tham dự cái chương trình ngày Cao Đao Huế năm 2024 này. BQ khai trương 30% giá. Đây là đường Nguyễn Tri Phương mọi người nhé, giao lộ Nguyễn Tri Phương và Hùng Vương. Đây cũng có một cái khách sạn và một cái ngân hàng nữa. Đoạn này rất là đẹp. Đoạn này về đêm là mọi người thấy mấy cây ở đây người ta cuốn cái đường điện led quanh mấy cái trụ cây ở đây này. Mấy khách sạn trước đây này. Rất là đẹp luôn. Đêm là bà con có bác chị đi ngang qua đường Hùng Vương là thấy cái điểm này nó nổi lắm. Đây là đường Trần Cao Vân Hùng Vương, góc ngã tư. Đó mấy cây này, mấy cây này bà con thấy vào về đêm nó đẹp. Đây là đường Lương Thế Vinh Hùng Vương mọi người nhé.
cơn mưa nặng hạt của mùa đông. Bà con cô bác chỉ thấy cái nỗi nhớ da diết của quê hương chứ. Mình mặc dù ở xứ Huế đây mà đi ngày nào cũng đi nhưng mà cũng không biết chán nữa. Không chỉ là bà con xa quê hương lâu ngày. Đây là khách sạn Hotel Sài Gòn mọi người. Hotel Sài Gòn. Ở xứ Huế thì hiện tại bây giờ trời nó mưa nặng hạt. Và mọi công tác chuẩn bị cho cái chương trình cuối năm đều cũng phải diễn ra. Tuy nhiên thì nó sẽ kéo dài hơn cho nên bà con với lại là bên chỗ đạo diễn người ta sẽ tổ chức làm sớm hơn. Liên quan đến vấn đề âm thanh rồi điện đài thì mọi người. Cầu Trường Tiền Huế 6 vài 12 nhịp. Hình ảnh chiếc xe đạp của chị đi trên cầu Trần Tiền cũng rất là đẹp luôn. Của xứ Huế sáng ngày hôm nay. Sáng ngày 27 mọi người nhé. 27 tháng 12. Rồng. Hình rồng sáng hôm nay trời lạnh. Tiết trời lạnh, mưa thế này vẫn chảy. Cái đường Hùng Vương nó rất là ngắn. Mà ngày 6 Hùng Vương nữa là mới nửa đường thôi, là chúng ta đi về ngay cầu Trồng Tiền này là cách chưa tới một cây số. Chưa tới 1 km. Bà con cô bác chị thấy cái bầu trời nó phùng. Nó hơi bị mờ mờ đúng không mọi người? Nó hơi lờ mờ lờ mờ. Qua Đông Ba về Gia Hội, Bạch Đằng, Chi Lăng là mấy cái hướng đi mà chúng ta đi rất là thích. Và mỗi sáng vì có những gánh hàng trong những cái món ăn mà chúng ta có thể cập nhật, có thể ăn hàng ngày. Đây là đường Trương Dương buổi sáng, hàng quán buổi sáng. Ở đây là Malaya, Cốt Mát. Đây là đường Trần Hưng Đạo mọi người nhé. Cái tuyến xe buýt Phương Trang. Xe buýt Phương Trang này mới mọi người. Nhỏ thôi, giống như kiểu xe du lịch mà ít có chở hàng, chỉ có chở khách thôi. Đó, xe mà con cam cam đó. Chợ Đông Ma Huế buổi sáng là nó như thế này. Cảnh quan đường xá hàng hóa. Ít ngày nữa chúng ta sẽ vào bên trong chợ để chúng ta cập nhật hàng hóa cuối năm. Và rồi mình có ghé vào để mình khai khám phá ẩm thực. Khám phá ẩm thực của chợ Đông Ba vào cái dịp cuối năm. Tới đây thì chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành. Tiếp tục khám phá những cái hàng quán khác và các cái món ăn vào dịp cuối năm, vào mùa Tết. Họ sẽ đẩy xe bán bánh mì. Đó, nhìn qua sông Đông Ba chạy về hướng Bạch Đằng, Chi Lăng về chùa Diệu Đế, rồi khám phá một món ăn gì đó mà chắc chắn là chúng ta sẽ chưa biết trước, có thể là không gặp mọi người. Đôi khi đi cả ngày, đi cả buổi, chạy hết tuyến đường này qua tuyến đường khác nhưng cũng không gặp một cái món ăn nào hàng rong mà chúng ta thích. Cơm tấm. Đây là bò giò chả gân cua của chị Bé Hồng. Ở Huế thì đương nhiên là rất là nhiều món ăn, tuy nhiên thì ngày nào chúng ta cũng ăn hết cho nên là chúng ta phải có một cái sự luân phiên thay đổi. Bình thì hay ăn bún bò Huế, ăn lui ăn tới, ăn chập rồi quay video cho quý của bác anh chị xem là còn trắng không, nhầm trắng đúng không mọi người. Đây là chiếc xe mà lá nó rụng, lá cây nó rụng xuống mà nó phủ kín màu xanh của chiếc xe bán tải đây luôn, Ford. Đó, trước trời mùa đông nó có những cái điều thú vị mà khi chúng ta đi chúng ta mới biết, chúng ta mới cảm nhận được mọi người. Ở đây có thêm một cái con bò của OB này nhưng mà giờ này hết rồi. Mọi người mà đi giờ này là xuống mấy cái con bún bò mà nó nổi tiếng. Ở sau lưng là có một cái bún bò nổi tiếng nữa mà chắc hẳn thì ai cũng biết rồi, mình không phải giới thiệu.
tuyến đường Bạch Đằng này là tuyến đường mà muốn bò khá là nhiều. Đây là đường Dừa Đế đó mọi người, chùa Dừa Đế, đường bên cạnh là đường Dừa Đế, chùa Dừa Đế đó. Ngựa viên cái này là chùa Thuần Hóa mọi người nhé, chùa Thuần Hóa. Bên trong này có một cái gì đây cũng thấy mới xây. Ngay chùa Bạch Đằng có con bún chay mọi người sáng nay. Bình thường là bán bún chay gì? Dạ bún măng. Bún măng. Đưa lái thì mai em về lái về trưa rồi sáng. Chứ em là bún măng. Dạ bún chay cũng được mà. Bún chay được thì mai lái rồi bún măng. Dạ. Bún chay. Ai nuôi đúng hả? Một trăm hai mươi hai bạch đằng hả? Dạ. Đằng Huế đang mưa. Con bún kho kho 124 bạch đằng. Dạ. Bún chay xứ Huế mọi người. Ở lại thì để em đổ đây xong quá. À rồi nhớ bụng à, nhớ bụng tí. Chay. Chay. Giới thiệu bà con chay của Hoa. Con cái bò chạy luôn. Bình thường là bán bún bò. Ngày hôm nay 15 mùng 1 là bún chay. Dạ, 15 mùng 1 là bún chay. Bố vừa ăn nữa, bố ăn tổ lại tím đi. Dạ. Ở đây bà con bán bún bò bình thường nhưng mà ngày rằm với lại mùng 1 là bà con bán bún chay mà. Chị cho em một tô luôn chị ạ. Rồi em vô đi. Đó là tùy bụng nè. Rồi, mà bà con ăn bún chay mọi người. Trời, một tô một hấp dẫn luôn. Rồi, đừng qua được về là chạy không kịp. Rồi. Bà bên trạng đi. Rồi, ok, cảm ơn. Đâu? Dạ, bún chay ngon phải không? À mẹ. Mẹ ăn chưa? Dạ. Mẹ ăn đó. Đừng mẹ dương mời mẹ tô bún chay cho vui. Dạ. Dạ. Trời rớt đồ quá, nó không múc rớt cái này có hàng vốn nôi rừng lên. Này anh chị này. Su khoai cà rốt món. Dạ. Phô chúc khuôn đậu nấm. Dạ. Ồ. Bún chay nữa, bún chay là nhiều loại quá ha. Nhiều loại hơn cả bún thường mình hả? Su nữa, nhiều. Bún măng gồm 10 món à? À. Là gồm những cái gì? Cua chả, gấn, bò bắp, bò nhũng, do xương, bò chỉ bỏ, vịt. Ồ. Rất là nhiều ra. Ừ. Dạ. Cùng hai son, hai số. Tính ra là bún mặn nhưng mà người ta bỏ riêng ra, còn trong cái nồi này á? Không, trong nồi luôn. Trong nồi luôn. Thả trong nồi hết luôn. À, thả trong nồi luôn hả? À. Thả toàn nồi hết. Dạ. Phô chúc đấy. À, phô chúc còng, phô chúc lá. À. Ừ. Cái đấy họ bán đấy hai chứ vì mình mua về mình ram lên. À. Ừ. Họ trong bì hả? Ừ, 1,5 kg, 100 ngàn, 90 ngàn. Dạ, yeah, có nhiều loại hả? Ừ, nhiều loại. Trong đây có nấm nè. Có nấm, có đầy đủ nấm. Có măng, rớt. Có măng nữa. Măng. À, có măng, nấm. Rồi, có su. Su. Măng, su, khoai tây, cà rốt, khuôn đậu. Khuôn đậu. Nhiều món á, nằm 2-3 loài nằm nữa má. Dạ, yeah. Tính ra nấu một cái nồi bún chay quá nhiều món. Quá nhiều món. Ở đây là một tô bún chay họ đang múc. Mình bán một tô vậy là khoảng bao nhiêu tiền? 20.000 một tô, dạ.
15.000, 20.000. Tùy khách. Tùy khách rồi. Ăn nhiều múc nhiều. Ăn nhiều là múc nhiều. Quên. Úi xa, mời cô chị đã nhắc cái thằng cũ lên của em mới nhắc. Em nói là răng quên thiếu tiền. Mẹ mua nửa ký à? Quên. Dạ. Hôm nay là ngày ăn chay mọi người, ngày mọi người có bán thì nấu đồ chay đó, cho nên là chúng ta chắc hẳn là cũng phải khám phá ẩm thực chay. Tơi mưa ở ngoài và mưa ở trong lòng. Đây có một kiểu ngôi chợ mọi người. Đây có một vài cái hàng quán của bà con ở đường Bạch Đằng. Ngày trời tiết trời mưa ở xứ Huế. Một vài cái hàng quán rau củ nhỏ nhỏ. Đây có cái kiệt ở bên trong. Xin cảm ơn bà con cô bác anh chị và các bạn đã đồng hành với mình trong cái video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người nhé.